Kính thưa thầy và các bạn, hôm nay em xin đại diện nhóm 1 IA42 trình bày các kiến thức cần nắm khi thi lâm sàng ngoại niệu. Đầu tiên về giải phẫu. Ta nhớ theo công thức 3 nhân 2 nhân 2 tất cả bình phương. Trong đó, bề dày của thận là 3 cm, bề ngang của thận là 3 nhân 2 bằng 6 cm, chiều cao của thận 3 nhân 2 nhân 2 là 12 cm, trọng lượng của thận là 3 nhân 2 nhân 2 tất cả bình phương, xấp xỉ 150 g. Thứ hai, cuốn thận phải ngắn hơn cuốn thận trái, từ đó đã có thuật ngữ Ovention có nghĩa là giật. Renal ovention có nghĩa là giật thận. Xảy ra với bệnh với cơ chế bệnh nhân té từ trên cao xuống, mong bệnh nhân tiếp đất, thận vẫn còn tiếp tục di chuyển xuống theo quán tính nên bị giật đứt cuốn thận, cho cuốn thận trái dài hơn cuốn thận phải nên dễ bị đứt hơn. Tình huống giật động mạch tinh hoàn do bị chấn thương làm đứt rời tinh hoàn kiểu giật, ví dụ như là bị lưỡi liềm cắt phải, làm động mạch tinh hoàn giật lên trên cao, do động mạch tinh hoàn bắt nguồn từ động mạch chủ bụng ở động cao, vì thế nên khi đứt rất khó cầm máu, phải gây mê nội khí quản cho bệnh nhân sau đó mới tiến hành cầm máu. Ta có động mạch tinh hoàn bắt nguồn từ động mạch chủ bụng, tĩnh mạch tinh hoàn trái đổ về tĩnh mạch thận, tĩnh mạch tinh hoàn phải đổ về tĩnh mạch chủ dưới. Ta có từ varicocele có nghĩa là dạng tĩnh mạch thần kinh, hay còn gọi là dạng tĩnh mạch thần kinh trái, là một hiện tượng tĩnh mạch nằm phía trên tinh hoàn bị xoắn giãn hơn một cách bất thường, gây tình trạng tinh hoàn bị chảy xệ. Bệnh này rất thường xuất hiện quanh tinh hoàn trái, với trên 80% trường hợp dạng tinh mạch thần kinh xảy ra ở bên trái. Giải thích là do tinh mạch tinh hoàn trái đổ về tinh mạch thận, trong khi tinh mạch tinh hoàn phải đổ về tinh mạch chủ dưới, và áp suất ở tinh mạch thận là 12 mm thủy ngân, cao hơn nhiều so với áp suất ở tinh mạch chủ dưới. Chính vì thế, dạng tinh mạch thần kinh thường xảy ra chủ yếu ở bên trái của nam giới. Tiếp theo về sinh lý. Áp suất động mạch thận phải được duy trì ở mức từ 60 đến 70 ml thủy ngân thì sự lọc ở cầu thận mới diễn ra. Nếu áp suất ở động mạch thận giảm mạnh sẽ dẫn đến vô niệu. Ứng dụng lâm sàng nếu bệnh nhân rơi vào bệnh cảnh sốc giảm thể tích, ví dụ như là do mất máu lượng lớn hoặc đi gậy cấp, sẽ dẫn đến tình trạng giảm thể tích tuần hoàn, từ đó dẫn đến giảm huyết áp. Bệnh nhân sẽ dẫn đến bệnh cảnh suy thận trước thận. Về sinh hóa. Thứ nhất, trên lâm sàng ta tin vào creatinine hơn ure, do ure được ta hấp thu ở âm lượng gần. Chỉ số Boone huyết thanh chia creatinine huyết thanh giúp ta phân biệt được suy thận chức năng hay suy thận do hoại tử ống thận cấp. Chỉ số Boone chia creatinine lớn hơn 20/1 là chức năng suy thận chức năng, nghĩa là ống thận vẫn bình thường nên vẫn tái hấp thu ure được, nên chỉ số Boone cao. Chỉ số Boone chia creatinine bé hơn 10/1 là thấp, nghĩa là hoại tử ống thận cấp. Do ống thận bị hoại tử không tái hấp thu được ure nên Boone giảm. Tiếp theo là vi sinh. Cần nhớ đường tiết niệu bình thường không có vi khuẩn. Ở đường tiết niệu, trước tiên ta học về E. coli, do đây là vi khuẩn chủ yếu gây nhiễm trùng đường tiết niệu. E. coli hay còn gọi là vi khuẩn đại tràng là một trong những loại vi khuẩn chính ký sinh ở đường ruột của động vật máu nóng, bao gồm chim và động vật có vú. Vi khuẩn này cần thiết trong quá trình tiêu hóa thức ăn và là thành phần của khuẩn lạc ruột. Bình thường, E. coli chỉ xuất hiện ở hệ vi khuẩn thường trú đường ruột. Một khi chúng xuất hiện ở những nơi khác, chúng sẽ gây nhiễm trùng, và đặc biệt chúng là nguyên nhân chủ yếu gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Tiếp theo có ba thuật ngữ ta cần nhớ là ung thư thận, renal cell carcinoma. Carcinoma tế bào thận thường rất hiền trong nhiều trường hợp, ta chỉ cần cắt khối u là giữ lại được thận. Thứ hai, ung thư niệu mạc, transitional cell carcinoma. Carcinoma tế bào chuyển tiếp rất phức tạp và phiền phức do chúng bò khắp nơi. Trong một số trường hợp, chúng ta phải cắt bỏ cả thận, niệu quản, bàng quang. Thứ ba, ung thư dương vật, ta nhớ squamous cell carcinoma. Đó là những kiến thức cần nhớ khi đi lâm sàng ngoại niệu. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.